Dịch vụ mà Hương lựa chọn tại Diva đó là dịch vụ cấy meso á mọi người. Thì nói về tình trạng da trước đây của Hương thì công việc thì Hương phải hoạt động rất là nhiều ở ngoài trời nắng, và nhiều khi là phải thức khuya để làm việc nữa, cho nên là Hương có rất là nhiều những cái thâm quầng, và da của Hương thì cũng bắt đầu là có dấu hiệu lão hóa rồi đó mọi người. Một chị bạn thân giới thiệu đến Diva, tại vì Hương thấy da của chị rất là đẹp, cho nên là khi mà được chị giới thiệu thì Hương đã qua Diva và làm thử. Thì sau khi cấy xong thì các bạn có thể thấy nè, đó thì da Hương nó rất là căng bóng nha, có thể thấy được ngay lập tức luôn, và không còn sạm màu, không còn tối màu nữa. Sau khi cấy xong là da Hương bắt đầu là sáng lên hẳn, và những cái vùng mà thâm quầng mắt thì cũng biến mất rồi, những cái nếp nhăn li ti nói chung là nếp nhăn nhỏ thì nó cũng không còn, và nhìn da mình rất là cái kiểu giống như là căng tràn sức sống á mọi người. Bạn nào đang gặp phải những cái tình trạng da xấu, hoặc là da chảy xệ, hoặc là da không có được sáng màu á, thì các bạn nên thử trải nghiệm dịch vụ cấy meso này nha, tại vì rất là hiệu quả luôn á mọi người. Sau khi cấy xong thì các bạn sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác của mình, nhưng mà là đẹp hơn rất là nhiều luôn.